Hôm nay mình ra vườn. Đấy, cây hoa giấy khủng này của mình là có một tổ ong nhá. Có hai tổ thôi, một tổ ong muỗi với một tổ ong vàng. Mình vừa đốt bỏ tổ ong muỗi rồi. Giờ còn tổ ong vàng trong này nhá. Mình quay sát lại để các bạn xem nhá. Rất to mọi người. Khủng khiếp luôn. Khiếp chưa? Đây là ong vàng nhá. Ong vàng ở Hà Nội đó. Mùa này bây giờ là tháng 8 tháng 9 rồi cho nên là ong già rồi nó nở rất là nhiều. Người xem đi ngồi. Ngồi sợ. Ôi những con ong đó. Ghê. Ghê. Nó bay ra tới lè đấy. Ghê. Đây nhá, đây là mình lá cau nhé. Lá cau khô mình quấn mình để châm mình đốt. Châm để đốt cái tổ ong này. Nếu mà nó cháy không hết thì lấy cái này nướng luôn, nướng đánh chén luôn tại chỗ đây. Tê. Đấy được con cú nhá. Đây là cái cán mình cầm luôn. Đây là đốt cọc vàng. Đấy châm lửa nhá. Đấy, hôm nay là đốt ong vàng. Năm nay là không làm ăn gì được cho nên là về vườn để chơi. Ui nó túa ra. Túa ra sợ quá bà con. Cây hoa giấy đấy. Cái gì vậy? Khói. Bay hết chưa? Đấy, nó bay hết nó lại bay về bà con ạ. Căn bản là cái này nó không khói. Đấy, bây giờ khói rồi. Được. Ai da, đây. Wow. Ấy da, ôi, nở hết rồi. Bóng vàng nở hết rồi. Xuống đây là đánh chén luôn bà con ạ. Đây giờ là mình nướng là đánh chén luôn tại chỗ. Đấy, quả ong to không? Nướng nhá.
rất là ngon luôn. Được chưa? Đấy là nướng ong nhá cả nhà nhá. Nướng tổ ong vàng ăn chơi. Wow. Cháy 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 cháy. Ấy. Lửa rồi. Wow. Wow. Nó quá. Nó quá nó quá. Đấy. Tục. Sau khi mình nướng cái mặt lưng của tổ ong thì mình sẽ chuyển xuống mình nướng cái mặt bụng để cho cái con nhộng nó chín. Đấy. Ra rồi kìa. Đấy, cái nhộng nó rơi ra này. Wow, nhộng rơi này. Con nhộng chín nhá. Ngon. Thơm quá. Cháy nhá. Chín rồi đấy, chín vàng rồi. Đấy, chín nhá, chín nhá, đây còn nhộng, nhộng nó rơi ra nhá. Đấy, con này là gọi là hình con ong rồi, hình con ong rồi. Đây, bây giờ mình tiến hành mình bỏ ra nhá, chín rồi đấy, bỏ ra thôi. Wow, ui ui này, ngon chưa? Ngon chưa? Đấy, để ra đây, đây nha, những con nhộng chín đây này. Giòn quá, giòn lắm.
nhá, mình mọi người nhìn thấy con nhộng đấy, thấy con nhộng đấy, nhộng ui tổ ong nướng ong nhá. Thế mọi người thấy chưa? Đấy, nướng để nó chín này nhưng mà ngon này. Đây này. Đấy, chín các bạn. Khói quá. Đây này, con nhộng. Đấy. Ngon quá. Đây. Chưa. Ngon. Cho các bạn xem nhá. Đấy, đây này. Thấy không? Nó cháy hết rồi. Cháy hết cái vỏ nhá. Cái đằng mặt trong đằng sau nó này. Đấy, đây là những con nhộng này. Thấy không? Đây. Ngon chưa? Đấy, rồi bắt đầu cái này. Cái này dập ra nhá. Đấy, ôi trời ơi. Ngon không? Ngon quá. Ngon. Cực thơm luôn mọi người nhá. Con này già quá. Nó ăn được. Bao nhiêu năm mới được ăn ong vàng. Ngon. Ngon quá. Con này sao để cho gà. Ui, ngon này. Nó cứng và bùi thơm lắm mọi người. Đây nhá. Rất ngon luôn. Đấy. Nó nở tương đối nhiều.
quá bùi luôn mọi người. À, ngon quá. Đây, ngon chưa? Đấy. Cho mọi người xem nhé. Đấy, đây nhộng ong nướng nhá. Nhộng ong nướng đi cả nhà. Đấy, bây giờ mình ăn thôi. Sơm quá. Con này là hơi cháy lắm. Nhưng mà sẽ rất thơm. Con này là già nè. Chán được. Già. Đúng. Nó như nhộng. À, ngon. Quá ngon. Mùa này gần hết mùa, ong nó nở hết rồi. Chứ hồi tháng 5, tháng 6 nhộng nhiều lắm. Nhộng lắm mới được ăn ong vàng nướng. Ngày xưa năm 80 ăn thường xuyên nhá. Ngon quá sáng luôn. Tổ hết rồi. Này thôi. Cánh đứt coi nhìn chưa chín mấy. Hết rồi. À. Cảm ơn mọi người đã xem video nhá. Nhớ bấm đăng ký kênh để ủng hộ mình nhá. Mình làm cái video này chơi chơi vui vui thôi. Để giải trí. Mọi người yêu thích thì nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ mình. Xin cảm ơn.